Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh ha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại xưởng đóng tàu ghe của anh Văn là Nguyễn các bạn. Giờ này thì máy ảnh vẫn còn làm việc. Hiện tại thì máy ảnh đang chuẩn bị hạ thủy một chiếc ghe cào ha. Chiếc này thì có chiều dài là 20m và chiều ngang là 4m7 các bạn. Hạ thủy trong đêm luôn. Hiện tại thì gấp, rất là gấp rồi. Tại vì lý do mà tại sao mà các anh phải mà siết mà phải hạ thủy trong đêm như thế này á, thì có một cái lý do đó là cho kịp ngày giờ các bạn. Tại vì chủ ghe chọn cái ngày hôm nay là để mà cái ngày hạ thủy giống như là cái ngày tốt, ngày đẹp đó. Rồi bắt buộc là mình phải là hạ thủy. Dạ. Bắt buộc là mình phải hủy trong ngày hôm nay ha. Chứ nếu mà để qua ngày mai thì không được. Chiếc này thì đặt máy là Comin K19 500 mã lực các bạn. Hộp số là 16 tua. Chứ dịch mấy mét anh? 1m8 hả? Ủa 16 tua hả? 6 tua. Xin lỗi các bạn ha, hộp số là 6 tua chứ dịch 1m8. Ôi chiếc này là chạy tốc độ dữ ta. Ủa vậy tính ra chạy lẹ dữ anh ơi. Mười mấy lý các bạn. Để khi mà ảnh hạ thủy hoàn thiện xong xuôi hết trơn thì chừng nào chạy thử thì mình sẽ quay ra đến cho tất cả mọi người cùng xem nữa ha. Giờ này hiện tại là gần 10 giờ đêm rồi các bạn. 8 giờ mấy vậy? Ừ nó cỡ xém xém 9 giờ. Tại vì nãy mình mới vừa coi đồng hồ mà mình nhớ không chính xác cho lắm, tầm khoảng 9 giờ. Thì mà ảnh đang cố gắng làm sao mà hạ trước là 12 giờ ha, chứ không có để cho qua ngày mai. Đây này là hiện tại là đang vừa hạ phao và hạ bỉ đũa luôn nè. Ở phía trước thì xài bỉ đũa, còn ngoài sau thì xài hai phao cho nó lẹ. Hôm nay thì đâu đó là mấy chục anh thợ cố gắng xiết sơn màu rồi gáp bánh lái chân vịt cho nó gồi, nhưng mà do là không kịp các bạn. Bữa giờ là dính cái ảnh hưởng là thời tiết mưa bão tối ngày đó, mới không có lắp keo được. Rồi bây giờ thì mới hoàn thiện ha. Chiếc này thì lên này để mà đại tu lại, dọn dẹp hầm máy rồi đổi hộp số, đổi chân vịt, rồi sửa be rồi lắp keo thêm, rồi sơn màu lại. Rồi. Bây giờ thì nói chung là chỉ còn mấy anh mà phải nói là thợ chiến thôi các bạn. Thợ chiến mới gồng gánh nổi giờ này thôi, chứ nếu mà yếu là giờ này cứng đơ hết trơn rồi. Ồ, ở trong này còn làm cái gì trong này nữa vậy anh Trường? Đang keo trong này luôn hả? Cái phần la ký nè. Cái chiếc này thì nó chạy lúc trước chạy là cũng bị rung bị tê các bạn, lên này để mà làm lại cái phần mà quả tiễn, rồi thêm cái nữa là kìm cái thu xá, rồi la ký này kia nọ cho nó cứng, nó chạy đừng có bị rung bị tê ha. Thì cái phần đó đây chừng nữa test đi, xuống test nước đi, rồi mình sẽ đánh giá cho tất cả mọi người cùng xem. Với chiếc này là đưa cái đầu qua tiễn đi ra ngoài sau chút xíu, đừng chạy cho nó giọt nữa các bạn. Tôi ơi, keo ơi. Ôi keo nè. Ôi, từ sáng giờ luôn hả anh Trường? Ừ keo. Anh đằng kia thì anh sơn, anh này đang keo. Ủa mà cái này là bộ hồi đó bị dính nợ sao mà tới giờ này mình mới làm ta? Ừ. Dính nợ rồi hồi nãy mới lăn xuống chút rồi mới khỏi nợ đó hả? Có đâu lấy nhau. Lấy nợ ra mình chiêm phao vô đó ha. Ừ. Đó là ngay chỗ này là chỗ kê nợ các bạn. Rồi chạy xuống trước đi. Rồi vô lại, vô lớp lại. Mấy lớp anh Trần? Hai ba lớp ha. Hai ba lớp là 5 lớp đó các bạn. Anh này anh nói là mình phải là suy nghĩ mới được. Nó nói nhiều câu đau đầu lắm. Đây chuyên dịch đây. Chuyên dịch này là chuyên dịch nhôm ha, 4 cánh, 1m6 thôi, chiếc ghe dài 20m mà đặt cái chuyên dịch chỉ có 1m6 thôi các bạn. 1m8. Hộp số 6 tua. Chắc chạy như xà lan luôn quá. Đây còn anh ngoài kia thì anh treo leo ngoài kia kìa. Anh treo leo ngoài kia, anh sơn ngoài kia kìa các bạn. Cái này là nước sơn keo, là nước sơn là bằng keo cơm xít luôn á. Bởi vì là mình pha cái nước giết là nó hơi nhiều tí xíu là nó mau khô lắm nha các bạn. Sơn vô đâu đó là nó tầm khoảng là
15 phút hoặc là nửa tiếng là nó khô rồi, chứ nó không giống như là mấy cái loại mà nước sơn mình sơn xà lan bình thường. Anh đó anh lăn keo giống như là ảnh chuyển mưa trong chóng mà nhiễu đập ướt đắt hết trơn, lăn keo ướt đắt hết trơn rồi. Đây cho mọi người cùng xem cái mặt tiền ở mũi này các bạn, rất là đẹp ha, là anh lên là anh sơn màu là bóng lưỡng luôn các bạn, chét keo chét bột đá lại hết trơn ha, nó ngon lành cành đào hết trơn luôn. Bữa nay là lấy ngày tốt ngày đẹp, bởi vì là bắt buộc phải hạ thủy trong đêm. Bây giờ là mấy anh thợ là cố gắng tăng ca, bây giờ là nói chung là tới 12 giờ là phải xiết cho xuống cho rồi, chứ không có để là quá 12 giờ được các bạn. Đây ở bên đây còn chưa sơn nữa nè, đây còn cố cụ được có mấy anh nè ta, 4-5 anh nè. Đủ dữ hả anh Nhí, đủ dữ hả anh? còn khúc này nữa rồi sơn là nữa là xong rồi, còn hai anh kia thì đang mò dạ dạ hai anh dưới này nó đang mò chét ở dưới này cái gì nè. Ủa chưa gọi hả anh Trần? Chưa. Trời ơi, Trường nó làm mẹ lắm. Ồ để quay coi anh Trường có mưa không các bạn? Mưa hơn chứ mưa. Quá gì đâu mà miếng dán này thấy nó ướt keo không mà trời. Đó. Đó, 2-3 lớp là 5 lớp đó các bạn, dày bịch luôn rồi. Cái này vô trong cái thế là bắt buộc, bởi vì là mình phải là làm xiết trong đêm ha, chứ nếu mà không bắt buộc là mình để qua ngày mai hoặc là ngày mốt thì vẫn được. Mai xuống đi mới lai này. Ấy da da, trời ơi nước văng. Đấy cậu à. Nè. Ủa là anh bên này hả? Ngựng bên hả? Ngựng bên cho lẹ hả? Hai anh ngồi hai bên các bạn. Mang cái kia vô đi, ngồi đứng bên đây sùng lên kìa. Ủa này rồi. Vô đi, vô lớp đi. Vô lớp, cái tay cầm đi, sao vô lớp. Nè. Rồi cái này đợi khô rồi mình mới xuống hay là sao anh? Đúng rồi. Mau không? Mau khô không? Chút xíu à. Chút xíu à ha. Nãy đã rất nhiều. Lăn vô là đếm 1, 2, 3 là khô liền đúng không? Ngon đó. Không khô lấy miệng thổi cho nó khô các bạn. Quá cực khổ này, làm tháng 40 triệu vô không anh? Trời ơi, chết liền. Chéo chết luôn kìa quẹ. Nó chưa có vợ đó. Chưa có vợ mà có con rồi các bạn. Hồi nãy con có đi bên đây chưa Trường? Rồi. Trong thời gian chờ đợi nãy giờ thì đợi cho keo chết dưới thêm cái nơ khô cứng là hết. Bây giờ hiện tại là đầy máy bơm phao rồi ha các bạn. Quá tối luôn rồi. Mọi người xem video thông cảm cho mình ha. Để mình đi qua phía bên kia cho nó sáng. Đây. Giờ là bỉ đổ thì vô rồi, ống lăn vô rồi. Giờ chỉ còn bơm phao là xả tờ xuống thôi. Quá cực luôn các bạn ơi. Mấy anh thợ bây giờ nói thiệt với các bạn,
cái tay bây giờ nếu mà kêu cầm cái gì mà nhẹ nhẹ mà có nửa ký thôi cũng đuối nè, nè nhìn anh cầm anh cỏ kìa, muốn chứ nhủi theo cái cây luôn nha. Đó, cây chọt, cây chọt không. Từ sáng cho tới chiều tối luôn mà. Do là cái lường ghe biển đó các bạn, nó có cái cái lường ghe biển là cái nó hơi là tròn á, với thêm cái nữa là nó có cái tiếp chính giữa, bởi vì là mình không có để phao hết được, không có để phao hết giống như là ở bên xà lan được, bởi vì là phải là kết hợp giữa phao với bỉ đổ luôn. Tại vì nếu mà mình để phao, mình sắp phao từ trước mũi dài ra tới sau lái này kia nọ là giống như bên xà lan là nó sẽ bị nghiêng, nó bị nghiêng ghe mình xuống không được. Chứ thêm các bạn coi cái la ký nó cao kìa, đó là cái phao đó là nó không có đụng chạm gì lên tới trên cái lái luôn, nó chỉ là ăn ở dưới cái phần la ký không à. Bây giờ nó không có giữ được cái độ thăng bằng á. Còn bên xà lan thì nói chung là 1 phút 30 giây à. Tẹt ống hơi luôn hay gì, tẹt ống hơi hả, tẹt gòn này. Đi làm ơn đi, tẹt gòn. Rồi bây giờ thì vô ống lăng ha, hiện tại là vô được 2 cái ống lăng rồi, bây giờ thêm vô thêm 2 ống nữa. 2 ống này thì vô gần ở dưới này, đừng hồi xíu nó lăn bắt đầu cái trên đầu nó nhả ra, trên đầu nhả ra đâu có, mình đem xuống đây mình cứ đổi lưng phiên nó vậy các bạn. Ở đây là do là cái kinh này là nó hơi hẹp nè, nó chiều ngang thì nó tầm khoảng là chắc là có thể là hơn 30 mét, mà chiếc ghe dài 20 mét thì mình không nào xuống tự do được ha, xuống từ từ. Cái ống này là cái ống dầu khí nha các bạn, chứ không phải là một cái ống xếp, cái ống bằng sắt hoặc là cái ống kẽm bình thường ha. Cái ống dầu khí bây giờ là cái độ cứng của nó là kinh khủng khiếp lắm. Dưới thêm cái nữa là khi mà nó bị cong rồi á là mình nó có giật gì đó nặng đè lên cong, nhưng mà khi mà mình lấy ra thì nó sẽ thẳng lại bình thường, nó không có bị cong giống như là bị uốn luôn, giống như là cái cây sắt. Bây giờ là mình xài mới được thời gian lâu dài, với thêm cái nữa nó chịu đựng được cái sức nặng các bạn. Ngồi tới đâu mình cầu thêm tới đó, lăn tới đi. Rồi cắt đây đi. Rồi đưa ống này qua. Ngồi cái gì á, bảnh lấy bỉ lấy nó chầu cầu vô. Rồi qua đi. À, giờ là hết nổi rồi. Tay nghe, tay, tay đẩy qua chút nữa đi. Rồi nặng. Chưa, bằng miếng ngoài chưa? Chút nữa. Rồi được đó. Cái vô nó kìa. Rồi bây giờ bắt đầu hạ tài rồi các bạn ơi. Sau mấy tiếng gồng gã ha. Kêu ông xuống mà. Xuống. Xả tay, xả tay. Nè xuống nè. Giờ chỉ còn ra tín hiệu thôi các bạn. Mình hạ cái phao xuống, hạ phao xuống để cho nó có độ dốc ha, độ dốc để cho nó lăn bị đũa nè. Chưa thấy lăn, chưa thấy nhúc nhích nha các bạn. Rồi đó, chạy rồi đó. Chạy rồi đó. Mới vừa chạy rồi đó các bạn. Đây. Thank you.
rất là chậm ha. Tại vì này nặng dữ lắm, mình không có thể nào mà buông tự do được. Thôi giờ phá rồi giờ. Ồ giống như là một cái gã khổng lồ siêu trường siêu trọng. Nói ông lên Phong ơi. Nói ông ơi lên đi. Xả xả cho bao này lăn xích xuống anh nhí ơi. Bây giờ là 7:49 phút thì anh giờ trái phao nó dưới rồi, bắt đầu anh tiếp tục hạ xuống đây ha các bạn. Đó, cái lăn thì này là kêu bằng lăn dự bị. Lăn dự bị chứ không phải là lăn lưu bị, đó, đậu đã sẵn đó đó. Về yeah, tới bắt đầu cái là cho nó gác lên đầu đũa rồi đi là mình nói tiếp vô luôn. Tới chỗ này nó qua được không anh? Sao hỏi gì vậy? Tới chỗ này nè. Ôi. Cái gì vậy? Cái thang. Đó, lấy cái thang bên kia kìa. gãy anh ơi. Lấy cái đòn lên đây nè Trường. Lấy đòn lên đây đang đè đầu quỷ xuống cho qua nè. Đây cho người coi cái khúc này ha, cái khúc mà nối đường gây nè. Giờ cái đường gây kia nó dẫn phao câu lên nè. Lấy bố bự luôn Trường. Cái này xuống đây. Qua được cái kẻ này không đây? À, ở bên trong có các bạn ơi. Ở bên trong có khúc liền nằm bên trong rồi, bây giờ là nó không có sụp ổ gà đâu ha. Nó lướt nhẹ qua. Đó, tiếp tục xả phao. Hạ thủy ra biển thì là chỉ có bỉ đổ là an toàn nhất thôi các bạn. Chứ nếu mà xài phao thì nó không có ấy. Đóng ống lăn xuống anh ơi, chỉnh ống lăn lại. Đúng. Cung. Anh này chắc giờ này chắc được cả chục búa là hết nổi các bạn. 4. Để mình đếm ha. 5. 6. 6 cái các bạn ơi, không được chục cái nữa. Nhắn bẫy xuống anh ơi. Đây, vô đồng 7 ha. Tốc độ. Đến đầu chim đó, tốc độ kìa. Rồi. Từ từ. Không, nó cho nó qua cái này đi rồi sửa lại. Qua cái cua gắt này các bạn. Cái này kêu bằng là cái gì trời. Cái này là giáp nhã trong cuộc đời nào phải bước qua cái mới được. Đó, rồi gãy luôn cái dáng luôn kìa. Không, bên trong nó còn ấy nữa, nó lướt lên được. Còn cái cầu không á. Dướng luôn qua rồi, nó vô thế kẹt luôn rồi. Không qua rồi. Lên không? Lên rồi. Lên các bạn ơi, đúng. Vô số 1 lên luôn ha. Đấy, xe quá, mạnh lắm. Xe mạnh. Đưa đầu ống bển lên chút nha. Rồi lên luôn rồi. Trời ơi, nó ép giống như là ép nước mía vậy kìa. Mà anh này không có ra nước các bạn. Rồi lấy ra đi. Cho ăn đó luôn nhiêu. Đi gần phía chỗ mũi cho người cùng xem ha. Nè, mình đứng xa ra cho mọi người xem hết cái dáng này. Chiếc này bự lắm nha các bạn, chứ không phải nhỏ đâu ha. Chẳng thằng luôn á. Đó. Thấy không? 20 mét. Là nó muốn bằng chiếc ghe đực ở dưới vùng Tắc Cậu Kiên Giang rồi. Ghe đực ở dưới Tắc Cậu Kiên Giang là toàn bộ là ghe khủng không các bạn, thì nó cũng tầm khoảng này ha. Giờ chỉ còn canh phao thôi, là mình canh mình xả hơi ra từ từ chứ đừng có để nó cứng quá, chứ mình xả ra từ từ cho nó có cái dốc nó đi xuống ha. Ôi trái này gần đụng vô cái đũa rồi nè. Gần đụng vô đổ rồi. Còn chừng 2 tắc nữa. Tắc. Đụng vô đổ thì mình xả hơi ra mình vào phao, còn thôi thì mình rút ra luôn.
Cho nằm dưới luôn ha anh. Gánh gánh phao mình không? Cứng lắm, cứng lắm. Chạy lên hả? Thì đâu. Đâu, nãy nó chưa ôm lường, giờ nó ôm thì nó bị nhẵn phao lại. Nhi ơi, dịnh cái ống trước, chừng nào nó có ga lăn xuống nha. Chừng nào nó có lỏng á. Ống trước nè. Đây anh cho cái đôi đũa nó lên phao nằm luôn các bạn, cho leo lên phao luôn nè. Dịnh cái ống bự nha. Chứ không có có tháo phao ra ha. Cho nó ôm lường rồi cho lên luôn. Ôi ôi. Phía ngoài chút mũi bây giờ thì chuẩn bị là tiếp nước luôn rồi các bạn. Đó, còn một tí xíu nữa thôi. Bây giờ là xuống là hơn là 1/2 ghe rồi. Hiện tại thì đang xuống rất là ngọt, rất là nhanh. Ôi quá đẹp luôn các bạn ơi, cái dáng ghe. Mấy ảnh là chát bột đá xong rồi ảnh mài lại các bạn, là bóng lưỡng luôn cái mình ghe này các bạn coi nè ha. Đó, bóng lưỡng luôn, không thấy dấu đinh mà các bạn dòm nó láng giống như là bơi tường nhà vậy các bạn. Còn ở dưới phần lường á thì người ta sẽ là ít chăm chút hơn, tại vì nhất là cho nó đỡ công, với thêm cái nữa là cho nó đỡ tốn cái nhiên liệu ha, cái vật liệu chứ. Ủa này anh nằm lo lơi bò lết luôn tài. Tối nay là mấy anh thợ này là giờ là ngủ ngon hết trơn luôn các bạn ơi. Anh nào anh ấy ngủ là phải nói là tê tái tâm hồn luôn ha. Ừ. Tầm khoảng là 10 phút nữa là xong rồi. Rồi bây giờ thì chuẩn bị giáp nước rồi, lộng tiếp nước rồi các bạn. Giờ chỉ còn chỉnh ống lăn cho nó xuống một tí xíu nữa rồi là hạ trong vòng cỡ 7 phút hoặc là 10 phút nữa là rồi ha. Quá cực cho mấy anh thợ luôn. Giờ này thì tầm khoảng là 11 giờ các bạn. Vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ là trước cái thời gian mà giao hạn ha. Không có để qua ngày mai. Giờ này muốn mù lò luôn hả? Đây nè các bạn coi cái ảnh quánh nè ha. Bình thường á thì một người có thể là được 15 búa, chứ giờ này chắc còn cỡ 5 búa, 6 búa à. Quá nóng đầu xuống nè anh Trường ơi. 1 búa. Cũng còn lớn lắm các bạn. Quánh cho nó sập xuống miếng bỉ luôn ha, không có bị cơi. Quá trời, cái ống lăn nó cơi vậy đó, ngay còn giữa hiện tại đang mũi cái mũi lô đang đè luôn mà nó không cong cái ống đó luôn các bạn. Cứng cơi thiệt. Búa quánh cỡ đó cái đầu nó không mớp luôn các bạn biết sẵn. Ông chú này chắc được 2 búa gử rồi. Rồi.
lụm gạo đó đó. Hết pin này các bạn. Hết bình rồi. Bây giờ thì ông chú ở trên kia ông chịu dây mũi nha các bạn. Dây lái thì buộc chằng ở trên kia, tại vì hiện tại bây giờ là nước gồng xả cống á, xuống là thẳng băng gì luôn đó. Rồi đầu chắc có thể là quay xuôi là đậu đằng kia. Rồi tiếp tục là anh sẽ là hoàn thiện cái phần cabin sàn khô, rồi hầm, rồi máy móc, xong rồi chạy thử. Chừng nào tới chạy thử là mình sẽ là quay cho các bạn cùng xem được cái tốc độ của chiếc này ha. K19 hộp số 6 tua chân dịch là 1m8 4 cánh. Chiếc này dữ lắm các bạn, mười mấy lý á. Để coi coi là như thế nào. Xuống rồi nè các bạn, ôi ôi kìa. Rồi giờ là ngọt rồi đó. Chạy xuống nhanh kìa, đó 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 đó. Ôi, thẳng dây lại. Giờ mà được mở cáp ta thả cho nó chạy xuống cái là ngọt luôn các bạn. Mà tại vì dây cáp này lòn vô trong quả tiễn thì sao ha. Mình xuống từ từ. Ở trên thêm cộng như mũi chịu nữa nè. Giờ là phụ sở dây cho nó dùng được cho nó ấy, tại vì giờ ghe nhẹ rồi, không còn dốc rồi, chắc phải là nhờ đến sự trợ giúp của anh Cube, lộn, anh xe cuốc. Ở miền Tây thường thường ta kêu chiếc xe này là xe Cube các bạn. Đẩy phụ ra ha. Đưa vô trong cát neo nè. Hết tay à. Đó xuống đó. Tay chân anh Trường ơi, cái chân xuống giật dây cáp á. Đó xuống rồi đó. Cạn cái phần lô mũi ở chỗ này nè, tại vì hiện tại là cái nước gồng, cái cộng thêm cái nữa là cái bãi của mình á là nó lài các bạn, nó lài bởi vì là nó như bãi biển Vũng Tàu rồi đó. Cắn ngay chỗ cái đầu lô mũi à. Giờ đẩy nhẹ ra một chút ha. Nước quá gồng sát à. Rồi chịu về mũi tháo cáp các bạn ơi. Tháo cáp anh Trần. Tháo cáp rồi đồng cái mình thả lù dây xuống cho lẹ. Chứ giờ dây cáp nên lâu quá. Giờ thì kéo đũa ra. Hai đũa này lớn dữ trời lắm nha các bạn. Đũa này không phải đũa ăn cơm ha. Đũa này để hạ thủy ghe. Cạn ngay chỗ cái đầu lô mũi luôn rồi nè. Biết nữa lên nhí ơi, cho thẳng dây trên đi.
Ồ, gồng kìa. Ồ, ồ. Quá cứng. Ngàn cân treo sợi xích các bạn ơi. Tắt máy luôn. Không không ra luôn. Ồ đó ra đó. Mở gỗ ghẻ luôn. Tối nay về ngủ ngon dữ hên nhi. Tối nay chắc khỏi cần chút ngủ ngon đâu. Bên đây quán giải rồi. Sáng làm nữa ơi. Còn 4 chiếc ghe mời kéo nó luôn. Mời kéo lên 4 chiếc hả? Ừ. Chắc tới 12 giờ đời nữa quá. Em kéo lên không mấy anh không? Rồi. Trời ơi là trời. Ồ là trời. Tay chân gì nó mòn hết trơn rồi. Ba cái nửa đường. Rồi xong rồi các bạn. Để cái này móc phía bên không? Hả? Rút ra luôn hả? Rút cáp ra luôn các bạn ơi. Để nó chạy ra ngoài cái là mất tiêu, cái cộng cáp là lỗ luôn. Kéo cáp, kéo đũa, kéo phao ra hết. Rồi xong là xả dây là chạy cái ẹt xuống là rồi ha. Một nốt nhạc nữa thôi các bạn. Nhưng mà nốt nhạc này có lẽ là hơi chậm tí xíu. Thì cái khâu chuẩn bị với cái khâu mà suy nghĩ ra cái nốt nhạc này thì nó đang đang hơi lâu nè. Trời ơi, nhỏ xíu ông nội ơi. Anh đang nại gốc cái miếng đũa ra ha. Ổ lòng cái cây đũa ra các bạn. Đó, ra một cây rồi đó. Đũa sáo vậy ra gáo chọi chân à. Giờ còn cây bên này với cái phao nữa là xong rồi nè. Rồi bây giờ thì đẩy ghe ra đây các bạn ơi. Bị nó kéo ra gọi trần ha. Một tí xíu nữa thôi là xong rồi. Khỏe rồi. Được ngủ rồi các bạn. Chưa bao giờ mà cảm thấy giấc ngủ nó quan trọng như thế này. Đây miếng dán mỏng nè, nè, nè chú Phong. Chim vô các bạn, để em thôi chày nước sơn ha. Chày keo. Rồi, xuống. Đó, xả dây chú Toản ơi. Xả dây ra. Rồi, 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 rồi. Rồi,
chút xíu nữa à. Giờ là cũng ngọt rồi ha. Giờ đẩy ở trên cách neo ra nữa. Nó. Ông nội đó cái dây cái dữ vậy. Mấy người qua cái ghe đó nha, thấy không khoái không đó. Còn khoái tới luôn. Rồi quay lên nghe, có cái nghe cái gì đó nghe không? Không ơi, ớt mà lão ăn luôn. Chua đó. Giờ chỉ cần cho nó ra ống lăng rồi ha, cái mũi thì cho nó gá cạn ở đây luôn cũng được các bạn. Thì đó kìa, rồi. Xong rồi các bạn. Chút xíu nữa. Vì lái hiện tại đang chằn xéo, bây giờ là đẩy nó không ra ha, nó chạy vô á, xéo rồi lái buộc trên này nè. Đây là nước ròng chảy dữ lắm các bạn, chạy như cắt cổ vậy đó. Phải chằn lại để thôi là nó tấp xuống dưới cái hai chiếc ghe dưới này. Đâu, anh lực ghê các bạn ơi, giờ này mà ảnh nghe kìa. Anh đẩy cái mũi qua luôn kìa. Là khí ghê thật. Không có à. Nước quá chảy rồi, giờ cạn nước dữ lắm rồi. Đó qua đó nè. Rồi xong rồi. Rồi ngon lành cành đào luôn các bạn ơi. Cành mai qua lấy hẹ luôn ha. Rồi anh trạm đó lật cái ghê tà, không có nhà anh đó anh đẩy là sao ra được. Rồi đẹp trời luôn rồi các bạn. Rồi thôi chắc có lẽ là cái video của mình cũng xin tạm dừng tại đây ha. Các bạn ngủ ngon nha. Rồi hẹn các bạn ở những clip sau. Coi cộng dây lái chịu nổi không nha.